Chốt tiếng Anh mình cứ ra dịch cho nó dễ. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ là gì ạ? Thiết kế này. Đấy, nội thất này. Đấy. Đấy, một phòng khách sang trọng. Đấy. Của chung cư rộng sang cạnh sang trọng. Chung cư rộng khoảng độ 70 mét vuông. Đấy. Ánh sáng cái gì nhỉ? Tông màu gì ạ? Tông màu trắng. Trắng và nâu. Đấy. Ánh sáng đèn LED ẩn. Đấy, rồi có tranh treo tường. Đấy. Có bàn kính. Đấy. Ghế sofa. Đấy. Sofa. Bàn ăn. Đấy. Cây trong nhà. Ví dụ thế nhá, mình copy câu lệnh này nhá. Đưa vào đây nhá. Chọn cái này nhá. Mình chọn cái này là realistic nhá, nhấn generate nhá. Rồi. Nhưng cái bản này của thầy là bạn đang mất phí đấy chứ Miễn phí, con chẳng không thèm, chẳng thèm phải đăng nhập luôn, không cần đăng nhập luôn. thầy. Thì hôm trước là cái bộ 360 ảnh thì chụp ảnh 360 là cũng dùng phần mềm này nhỉ thầy nhỉ? Đây. À, anh chị em nhìn thấy chưa? Chỉ vài câu lệnh ra thiết kế ra phòng khách thế này. Phê chưa? Xong rồi mình lại thiết kế thêm phòng vệ sinh, phòng ngủ cũng theo đúng cái đằng này. Ok không ạ? Mình nhấn download xuống này. Đấy, thế là download về. Được chưa? Bây giờ nhá, ví dụ như này. Bây giờ bây giờ là không phải phòng phòng khách nữa mà bây giờ phòng ngủ. Bây giờ là bedroom. Đúng không? Đấy, xong mình nhấn gì ạ? Generate. Đấy, cái thằng này ra cái ảnh như này nhé. Ảnh này mình up lên ảnh này mình up lên trên 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 Facebook là ra ảnh 360 độ luôn. Wow. Nhé. Câu lệnh nhỉ? Tuyệt vời. Ok, đợi tí. Rồi, tí phát là xong một cái gọi là gì ạ? Một cái hình ảnh 3D đẹp long lanh luôn. Đấy, đúng phong cách này luôn, trắng và nâu. Đấy, đèn LED ẩn này. Đấy, thấy chưa? Đấy, anh chị em thấy không? Đấy, ra phòng 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 ngủ. Rồi, xong rồi thiết kế phòng gì ạ? Phòng vệ sinh, rồi thiết kế phòng phòng ăn, rồi thiết kế phòng bếp, rồi thiết kế phòng ban công. Tất cả theo một cái style, một phong cách này hết. Đẹp long lanh luôn, khách hàng Ngoại thất nó nhìn. cũng làm được đúng không? Ngoại thất làm tốt luôn, nhưng ngoại thất làm quá tốt luôn, nhưng phải tốt nữa. Thầy ví dụ luôn cho một cái ngoại thất đấy. Đấy, rồi, ok, bình tĩnh, gửi câu lệnh đã, gửi câu lệnh cho anh em đã. Rồi, gửi vào trong nhóm trong trong này nhá. Bây giờ không phải là nội thất nữa mà mình ngoại thất. Trời, đơn giản cái gì đâu. Thiết kế ngoại thất này. Đấy. Bây giờ nội thất thì thành ngoại thất cái gì đâu. Ngoại thất thì mình không không thiết kế ở chung cư. Đấy, mà mình sẽ thiết kế là một cái villa đi, đúng không? Biệt thự sân Một thượng cái biệt thự. Biệt thự. Được chưa? Đấy, rộng khoảng độ 500 mét vuông biệt thự luxury 500 hoặc khoảng 1000 mét vuông cho nó máu. Đấy, tông màu trắng nâu và nhiều kính này, có đá maple viết nào nhỉ? báo anh nấu cơm cháu nhá Đá có việc maple. chạy Đấy, ốp tường. okay. Ốp tường. Đó.
Đấy, mấy cái này thì bỏ đi nhá. Đấy, có gì ạ? Đấy, có cả hồ bơi, có hồ bơi. Đấy, trước nhà, được chưa? Có ô tô. Đấy, có gara ô tô. Đấy, đấy, có tiểu cảnh. Bỏ chữ có đi. Hồ bơi. À, nhiều kính. Đây là gá đá. Maple. Đấy, nó biết mình viết sai, nó sửa lại cho mình đây này. Rồi. Ok nhá. Copy vào đây nhá. Đấy. Thế từ từ download thằng này về đã. Copy vào đây, vào nhóm nhé. Nhóm nâng cao rồi. Cái này nhá, sắp tới là em áp dụng cái này anh Tiệp ạ. Em áp dụng cái này em làm bối cảnh cho truyện tranh thì nó đủ phê luôn. Ừ, đúng rồi, những cái mà trong trong phòng ốc sang trọng này kia. Không phải phòng ốc sang trọng mà bất kể phòng nào luôn anh cũng vẽ được hết. Và cái quan trọng là như này này, mỗi một góc ví dụ như này nhá. Góc này là một khung hình hai người nói chuyện với nhau. Ok không? Đấy, chuyển sang góc bên này, tức là họ di chuyển sang cái góc khác của cái ngôi nhà đấy và nó fix 100% luôn. Đúng không? Tức là việc còn lại của mình là chỉ có là phối cảnh làm sao cho cái người nó tương thích với cả cái đúng góc rồi. Nhà. Đúng rồi. Và ánh sáng cuối cùng là ánh sáng là đẹp lõn luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình làm sao gì phối cảnh làm sao cho nó gì phù hợp cái ánh sáng. Ánh sáng thì em xử lý được rồi. Ánh sáng rồi kể cả là đổ bóng rồi góc sáng các thứ là em xử lý được rồi, không khó. Đấy. Thì gọi là khớp 100% luôn thì bối cảnh là ngon luôn. Đấy, được chưa ạ? Bây giờ ví dụ nhá. Ví dụ là mình thiết kế một cái nông trại nhá. Ok không? Đấy, ví dụ đây, anh vừa mới gửi cái ấy vào Zalo của em đã về đấy, em làm thử cho mọi người xem luôn. Cái này là cái gì ạ? Nghĩa trang à? Đó là cái nghĩa trang của một cái người ta chuẩn bị thi công ấy. Bây giờ bây giờ anh phải cho em cái câu lệnh chứ còn cái này thì nó lại không làm được. Cái này nó không làm được. Nó có cả cái bản kết bản 2D. Không, 2D dựng lên thì nó là phần mềm khác, không phải phần mềm này. À không phải. Cái phần mềm mà dựng từ 2D lên thì là phần mềm khác. Không phải con này. Con này là cái này thì nó hoàn toàn nó sáng tạo theo kiểu của nó. Con này là sáng tạo, nó giống như là thằng Miss Jolie ấy nhưng mà nó là 360 độ. Được chưa? Ví dụ như là em chia sẻ là bây giờ mình tạo ra một cái gọi là đồng lúa Việt Nam đi, đó, quê hương Việt Nam đi. Đó, ví dụ như là mình nói là một cái câu lệnh là đấy, một cánh đồng lúa chín vàng đấy chưa? Việt Nam ở miền Bắc Việt Nam đấy, miền Bắc Việt Nam có gì ạ? Có nhiều bụi tre, có nhà mái ngói, đúng không ạ? Miền Bắc Việt Nam những năm 70 chẳng hạn, những năm 1970, được chưa? Gì nữa? 80 đi đại ơi, 70 toàn nhà lá. Đúng rồi, cho hẳn 90 đi, nhó máu. Đấy. Rồi có thêm cái gì nữa? có những con trâu, có những con trâu có cỏ đấy, đang ăn cỏ. Khói chiều trên mái nhà, khói bốc lên từ những mái nhà nó dễ thành cháy lắm. ống khói ống khói lại không giống Việt Nam. Việt Nam mình không có ống khói. Khói nhạt,
khói nhạt bốc lên từ những ngôi nhà. Khói bếp thì nó lại vẽ ra cái bếp mất. Rồi. Ok không? Đấy. Thế thì là phải đổi ly ly tích. Phải ra là rồi, cái này em sẽ để chế độ là anime, anime style nhá. À, để được cả chế độ anime rồi. Ôi, để được hết chứ. Vãi nhờ, luôn. Nó nhiều chế độ lắm, nó có là siêu thực, rồi hi-fi, rồi fantasy, rồi các thứ nhiều lắm. Đây là chế độ này, chế độ là tả thực, realistic thì mới ra cái nhà như này. Đấy, nó ra cái nhà kiểu biệt thự như này. Đấy, còn chế độ anime thì nó lại ra kiểu khác. Đấy. Đấy, đây thì nó đang tập trung vào nhà rồi. Mình để nhà nhiều quá tập trung vào nhà rồi. Đây nhà là gỗ. Đấy. Không thấy cánh đồng đâu. Rồi. Bây nhà giờ mình nhấn lên trước mà. Mình bỏ bớt mấy cái nhà đi. House này đi. Châu bò nó không vẽ được. Hao bỏ đi. Lại bỏ đi. Để chế độ fantasy này. Việt Nam nhiều khi nó không hiểu lắm đâu, nhưng mà mình cũng có thể mình thử. Nhưng mà chơi bỏ quy hoạch làng này là du lịch chứ nhỉ? Ở đây là nó có từ khóa là tre, nó có từ khóa là nhà, nó cho là nhà nằm bằng tre đây này. Đấy. Đấy, nhà nằm bằng tre đây này, thấy chưa? Đấy, cây tre này. Đấy, đẹp chưa? Úi sổ hồi đẹp luôn, màu sắc sặc sỡ luôn. Đây là cái đồng hoa chứ không phải là lúa đâu. Đấy. Ok em ạ. Đấy sang. Ừ. Đấy vẫn là hoa kiểu hoa cải. Rồi, bây giờ mình sẽ cụ thể hơn nhá. Mình sẽ cho nó ở một cái vùng đất nào đấy, ví dụ như là ở Lạng Sơn có một Bắc Sơn. Đây đang muốn cánh đồng lúa mà. Lúa Lạng Sơn là có cánh đồng bọc Sơn ở trên Lạng Lai hay đấy, đẹp. Mà nó dễ nhận. Lạng Sơn, Việt Nam. Phẩy Bắc Sơn. Sơn. Tiệm là lưu ý Bắc Sơn, Lạng Sơn đấy. Em đi chụp ở đấy suốt ngày xưa em. Còn em toàn phải săn lên đấy, em săn thế. Đấy. Ăn mây luồn các thứ. Nó phải có những cái cảnh nào nó phải nổi tiếng ấy thì nó mới vẽ được, chứ còn cái cảnh mà nó không nổi tiếng nó không vẽ được đâu. Ví dụ như là ở đây nhá. Cánh đồng miền Bắc Việt Nam. Đấy, nãy cánh đồng miền Bắc ở đây. Rồi. Đây nó sang, vẫn sang Akovat đây. Bắc Sơn, Lạng Sơn nó không hiểu. Ra Vịnh Hạ Long thì may ra nó hiểu. Nhưng đại khái là nó sẽ hiểu những cái thứ ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam. Việt Nam thì nó sẽ khó. Ít quá, ít dữ liệu. Ít dữ liệu, thằng này dữ liệu nó ít, ít hơn. Ví dụ như là Hạ Long đi. Đấy. Vịnh Hạ Long, Hạ Long Bay, Việt Nam. Nhưng mà sợ cái đấy nó lại mâu thuẫn là vì cái đấy ở biển thì làm sao lúa lại ở dưới biển được. À không, thì em lại không cho lúa nữa, em chỉ gõ Hạ Long Bay Việt Nam thôi, xem nó có nhận ra không. Nó có hiểu không ấy. Đó. Thằng này thì cái việc tùy biến nó còn khó hơn cả thằng Midjourney, bởi vì nó cái dữ liệu của nó ít hơn. Cái dữ liệu nó chỉ chuyên về nội ngoại thất thôi đúng không? Không, nó không phải chuyên nội ngoại thất đâu. Thằng này thì nó chuyên tạo ra những cái thế giới mà nó kiểu dạng là siêu tưởng ấy, nó có nhiều thế giới ngoài vũ trụ rồi các thứ. Đấy, Vịnh Hạ Long này ngon này. Thấy chưa? Đấy, ra luôn. Đấy, có mỗi là Hạ Long Việt Nam thôi, nó ra là chuẩn luôn đây này. Anh em thấy đẹp không?
Đấy, ok không? Tại vì ông Vịnh Hạ Long này ngày xưa nó quay Điệp Viên 007, nó lấy ở Nó đây nói nó chung là cũng có Hạ Long thì nổi tiếng rồi, nó là một trong kỳ quan thế giới rồi. Đấy, cho nên là nó nổi thầy tiếng. thầy thầy thử cho một quả ảnh cà chua Tam Trúc ấy. Nó có hiểu có mới cái đấy mới không biết là có thông tin Chắc là không có. Tam Trúc à gì à, Pagoda. không? Chắc là không hiểu. Đấy thì chúng ta có thể sử dụng cái thằng này để thiết kế một số cái hình ảnh cho truyện tranh rất là ok luôn. Đấy. Đấy. Ví dụ như là mình muốn mô tả cái gì đó mà mình muốn mô tả nó toàn cảnh đấy, thì mình có thể đưa vào hoặc là À, lúa hình như là Ninh Bình nó có nhiều dữ liệu đấy. Ninh thì Bình nó đấy thì em đang định viết là Ninh Bình. Em đang không Ninh không Bình. Ninh Bình là quê lúa rồi. Úi giời, Tam Trúc là sang sang Angkor Wat với cả Campuchia với Thái Lan rồi. toàn ra hình Campuchia và Thái Lan. Còn Đấy. Campuchia nói đến chùa là phải là Campuchia với Thái Lan. Đây là mình để chế độ là fantasy đấy, cho nên là nó sẽ khác, nó có nhiều lắm. Ví dụ low poly này, pen ink này, watercolor này, đang testing này, đấy kiểu kiểu vậy. Thằng Thì này nó có đòi phí cao không ấy? miễn phí ấy. À, miễn phí luôn. Miễn phí luôn. Ôi Ừ. giời. Thế thì Thế mới hay. bây giờ mà thầy thầy viết truyện tranh bằng 360 này, xong rồi lúc mà lắp người vào một chuyện thì chuyển thì như nào? Đâu, lúc mà mình dùng thì mình dùng ảnh thường thôi chứ, mình chụp Tức là cắt chụp tóc lại. thôi gì ạ? Mình cắt cái góc này xong mình chụp cái góc này vào thôi chứ. Đấy, đây nó là màu nước này. Nó dạng màu nước này. Đấy, nó ra giống Tam Trúc rồi đấy này. Watercolor. Wow, kinh chưa? Đấy Đấy. Đây là một cái cảnh nhá. này phục vụ truyện tranh quá tuyệt. Phục vụ truyện tranh thì quá đẹp rồi. Đây, mình còn zoom vào này. Được không? Zoom vào này. Đấy. Xong mình cắt mỗi đoạn này thôi. Mình cắt mỗi đoạn này thôi. Xong mình upscale lên. Đấy, xong rồi mình lại zoom ra. Được không? Tức là nó thành nhiều cái khung hình khác nhau. Xong lại sang bên này một khung hình khác, sang bên này lại là khung hình khác, nhưng mà nó vẫn gì ạ? Vẫn phong cách đấy, nó vẫn cái màu đấy. Đúng không ạ? Đấy, hoặc lại gì ạ? Lại chiếu lên trên chẳng hạn đấy, ngước lên trên nhìn. Đó, hoặc lại cúi xuống đất nhìn. Thằng Mitoni làm sao mà làm được này? Coi như bộ ảnh làm gần như là hết gần một chương. Ừ, một cái ảnh này tôi làm được cả chương rồi, làm được cả, bởi vì một cái khung hình ấy bao giờ nó cũng thế, nó cũng có người này đối thoại xong người kia đối thoại thì nó sẽ lật qua lật lại này, và giống như mình quay phim ấy, thì khi mà quay sang bên này ấy thì cái background ấy của cái người sau lưng của cái người A này ấy, nó khác với background của người B, đúng không? Tức là nó sẽ ví dụ như quay sang bên này thì background của cái người A bên này, thế người B background lại bên này, đúng không ạ? Đấy, xong quay sang bên này, background bên này, quay sang background bên này, nhưng mà nó vẫn phải là trong một khung hình đó. Nhưng cái thằng Midjourney để mà nó tạo ra cái điều đấy thì nó lại khó. Nhưng mà thằng này thì lại dạng rất dễ luôn. Anh Tiệp thấy ok không? Quá Ok. Đấy, quay cái Này này, nó quay cái này. đúng là vậy, đòn tuyệt sát cho Này cho những người lười vẽ background. như Ô, này tiền tiền độc lạ bây quá giờ đấy ạ. nha, về về mặt nhân vật là ở trong Midjourney là anh em mình đã thống nhất là vẽ là Rồi. ok rồi nha. Đúng không? Đấy. Bây giờ cái background nữa mà ok nữa thì có phải là nhàn không? Quá nhàn. Đúng chưa? Trời ơi. Đấy. Ok nhá. Thì đấy là cái đầu tiên, nghịch nghịch về con này. Con thứ hai nữa. Đấy là Huy hướng dẫn anh chị em một cái chiêu này rất là hay. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng chat GPT để mà học các cái câu lệnh của Midjourney. Ừ. Nha. Đầu tiên là mình đăng nhập vào chat GPT này. Đấy, sau đó mình vào trang Midjourney này. Nha. Đấy, chúng ta vào phần showcase này. Thì cách học mà Huy hay dùng ấy, đó là mình học từ trong những cái ảnh đẹp ở đây. Trong những cái ảnh đẹp đây nó có rất nhiều những cái thứ hay ho để mình học. Nhưng mà mình đôi khi mình copy mình không có hiểu. Ví dụ như là Huy dùng cái câu lệnh này nhá. Mình copy này, copy full command này. Được chưa ạ?
sau mình đưa vào chat GPT mình bảo nó là gì ạ? Hãy phân tích cho tôi câu lệnh Mid Journey sau. Đấy, lưu ý trình bày dạng bảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thế mới khó. Đang hết. À, đây mới là đấy là miêu tả thôi, tiếng Việt tiếng Anh đây là miêu tả thôi. Thì ở đây ấy là gì ạ? Là nó mới đang đang ấy thôi, đang gọi là dịch thôi. Đúng rồi. Mình copy lại cái này nhá. Mình bảo nó phân tích. Mình bảo nó phân tích nhà phân tích này. Nó quên. Phân tích này. Bây giờ không cần phải dạng bảng tiếng Việt tiếng Anh nữa, bỏ cái này đi nó không hiểu. Đúng chưa ạ? Bảo phân tích. Rồi. À, vẫn chưa đúng. Thằng này nó phân tích chưa đúng. À, phân tích cho tôi câu lệnh Mid Journey sau thành các phần riêng. À, thành các phần riêng với chủ đề khác nhau với các phần riêng. Đấy. Mô tả. Đấy. Anh chị em thấy không? Đây này. Anh chị em có nhìn thấy không ạ? Đây. Đây. Phân tích này, nó là mô tả này. Đây là phần mô tả nhá. Đấy. Đây nó có phần này, đây là chi tiết cảnh quay một bức tranh được miêu tả trong lệnh. Mô tả bao gồm những đặc điểm của người mẫu như tóc dài, ánh sáng, màu trang phục, tạo dáng, bầu không khí của cảnh quay, các hiệu ứng điện ảnh và phong cách chụp. Đấy chưa? Tỷ lệ khung hình này, đấy chưa? Nó biết được cái tham số gạch gạch AR này là tỷ lệ khung hình nhá. Đấy, tỷ lệ khung hình được chỉ định trong lệnh này là 9:16, đúng không ạ? Bitrate này là V5 này, lệnh này được tốc độ bitrate video. Đây không phải là bitrate, mà là version chất lượng là Q2 này. Số lần lặp lại là repeat 3 này. Lệnh này chỉ định được quá trình chụp ảnh hoặc video sẽ được lặp lại 3 lần này. Không có chữ ký watermark hoặc văn bản này. Đấy, lệnh này chỉ định rằng kết quả cuối cùng sẽ không có chữ ký watermark hoặc văn bản nào được thêm vào. Đấy, ok không ạ? Như vậy là gì ạ? Nó phân tích cho mình được những cái câu lệnh ở trong gì ạ? Ở trong Mid Journey để làm gì ạ? Để mình biết được từng cái nó là gì. Đúng không ạ? Còn có một cách khác, đấy là mình copy cái này vào đâu ạ? Vào phần dịch. Được chưa ạ? Thì mình biết là Blonde Golden Guinevere là gì ạ? Là nữ thần tóc vàng mặc váy đen này, Black and Gold Cloud Cut này, đúng không ạ? Đấy. Giờ vàng này, tóc dài ủ rũ. Cái này thì nó mới là dịch thôi nhá. Cái này thì vẫn là dùng dịch và chúng ta vẫn là dùng rất là nhiều, đúng không ạ? Để mình hiểu được cái câu lệnh của họ là gì. Thì mình tất nhiên là cái người nào mà không biết tiếng Anh thôi, còn biết tiếng Anh thì anh chị em không cần nữa. Ở đây Huy chỉ nói là cái người nó rất là bình thường giống như Huy, không biết tiếng Anh thì mình là gì ạ? Đưa vào đây mình dịch. Nhưng mà gì ạ? Mình đưa qua đây á là mình biết thêm được những cái thứ khác nữa. Ok không ạ? Đấy, biết thêm những thứ khác nữa. Hoặc là ví dụ ở đây nha. Mình copy câu lệnh này nha. Mình đưa vào đây. Phân tích cho tôi các thành phần các từ khóa trong câu lệnh Mid Journey sau. Đấy. Đấy thì bắt đầu nó phân tích này. Thì đầu tiên là cái mô tả này. Đấy, sau đó tỷ lệ khung hình này. Đấy. Độ phân giải ảnh S, đây là không phải độ phân giải ảnh mà nó là style line nhá. Tốc độ đây là V, là V5 nhá. Đấy. Yeah. Đấy, thì thằng này nó phân tích, chỗ này nó phân tích bị sai này, nhưng các cái phần khác nó phân tích khá là đúng đấy. Em thử chuyển sang cái thằng bản 4 nhá. Cái bản 5 này, bản 3.5 là nó phân tích hơi đuối. Hãy phân tích cho tôi các từ khóa trong câu lệnh Mid Journey sau. Các từ khóa và tham số
Đấy, bỏ này đi. Đây này, anh chị em thấy không? Từ khóa này, astronaut này, đề cập đến một phi hành gia này, office were filled with cloud này, văn phòng đầy mây này, reading on top of cloud này, đọc sách trên đỉnh mây này, surrounded by many colorful cloud with a little monster in them này, được bao quanh bởi nhiều đám mây màu sắc với những quái vật nhỏ bên trong này, who work view này, quan điểm thế giới rộng lớn, tức là quan điểm ở đây, view ở đây nó là tầm nhìn thế giới rộng lớn này, big scene này, cảnh quan lớn này, cinematic điện ảnh này, stunning này, ấn tượng đẹp đẽ này, 16K Ultra HD là độ phân giải cao này, 16.000 pixel chiều ngang, độ nét siêu cao Ultra HD này, very detailed, rất chi tiết này, concept art nghệ thuật thiết kế này, blue and white porcelain này, đồ sứ xanh trắng này. Đấy, tham số này. Đấy, tỷ lệ khung hình là 6:19 này. Đấy, S này. Đấy, kích thước của ảnh, đây là style line, nó không hiểu phiên bản 5 này. Đấy. Phiên bản 5 này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy thì nó phân tích như này thì mình có dễ hiểu hơn không ạ? Đúng không anh chị em? Anh em có nhìn thấy không? Hello. Hello hello. Có này. Nhưng mà thân cái này phải đăng nhập vào chứ bên này có copy được đâu, cái lệnh để đâu rồi. Thì tất nhiên mình phải đăng nhập vào chứ nhỉ. Anh em mình bây giờ là có ấy hết rồi đúng không? Có. Đăng nhập vào cái này là bằng tài khoản nào đấy? Tài khoản Midjourney đấy. Tài khoản Midjourney nhưng mà cái tài khoản đấy là của thầy mà. Thì anh đi đã cho anh rồi thì anh đăng nhập vào thì em mình cười. Anh cứ đăng nhập vào bình thường thì vấn đề gì đâu. Đấy. Câu lệnh Midjourney của bạn này, phân tích cho tôi từ khóa tham số cho câu lệnh Midjourney sau, sau đó mình cứ gì ạ? Mình cứ nhấn enter thôi. Được chưa? Đấy. Đấy chưa? Dùng cách này là cách học nhanh nhất này. Huy thường học theo cách này. Nhàn. Đúng không ạ? Nó phân tích ra từng cái ấy một, từng cái câu lệnh một, từng cái từ khóa một. Thế từ khóa đấy có ý nghĩa gì? Nó có hết luôn. Nào, bao nhiêu anh chị em thấy dùng cách này thì mình chẳng mấy mà thành master của Midjourney. Đúng không ạ? Đấy. Nhanh không anh chị em? Rất nhanh, rất khoa học. Đấy, khoa học, học cách này là học nhanh nhất, Huy toàn học theo cách này. Đấy, toàn học cách này. Đấy, ví dụ như là những cái câu lệnh phức tạp ấy, những cái câu lệnh dễ thì không nói nha. Đấy. Bây giờ còn chẳng cần phải bảo nó phân tích, copy mỗi câu lệnh vào nó tự phân tích luôn. Các bạn ở trên có lệnh rồi. Không. Cái thằng này chỉ có bản GPT-4 nó mới hiểu thôi nhá, bản 3.5 nó không hiểu đâu. Bản 4 ấy. Ở đây em đang dùng bản GPT-4 này thì nó mới hiểu nhá, bản 3.5 nó không hiểu đâu, bản nãy 3.5 nó ra vớ vẩn đấy. Nhưng mà bản 4 này thông minh hơn rất nhiều luôn. Nhá. Đấy, anh chị em nào chưa có bản 4 liên hệ với Trần Phương nhá, cấp cho bản 4 mà dùng. Đấy, thấy chưa? Một câu lệnh như này nó phân tích ra cho mình từng này thứ. Có phê không? Đúng không ạ? Nó biết thế nào là từ khóa, nó biết cái nào là tham số luôn. Đúng chưa? Đấy. Tỷ lệ khung hình phiên bản. Được chưa? Cát tắc. Ừ. Đấy. Nếu mà mình dùng dịch Google dịch này cũng được, nhưng mà sao ạ? Nó sẽ rất là dối. Mình phải cứ phải so với cái giờ vàng nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Chẳng biết nó nằm chỗ nào. Bây giờ mình đọc tiếng Anh mình không hiểu, bây giờ mình dịch thằng này với thằng này xong rồi mình so cái đoạn này là cái nào cũng là đau đầu ấy. Mẹ ngồi mò câu lệnh mà nó dài ấy, ngồi mò xong rồi
gọi là nhức cả óc luôn. Bởi vì sao ạ? Có nhiều từ mình không biết, mình đã không biết rồi, nó dịch sang đây mình cũng không biết nó nằm ở góc nào ở chỗ này. Anh chị em có thấy điều này không ạ? Nhưng khi sang đây làm sao ạ? Rất là rõ ràng luôn. Được chưa ạ? Đấy, ứng dụng ChatGPT để phân tích bức ảnh làm cho chúng ta gì ạ? Học nhanh hơn, dễ hơn, tiện hơn. Được không ạ? Ok chưa? Rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy cách này rất hay ạ? Rồi. Bao nhiêu em thấy cách này là mình sẽ học rất nhanh. Sau khi mà biết cách này mình học sẽ rất nhanh. Được chưa? Rồi. Anh chị em nào mà nhà có con mà muốn dạy con tiếng Anh mà vừa học vừa chơi, không những dạy tiếng Anh còn dạy đủ thứ khác trên đời nữa mà mình không cần phải ngồi với nó, mà nó cái này ngồi sau cứ copy ở cái show cây, câu lệnh ở show cây ra xong là phân tích ở ấy xong là biến thành câu lệnh thêm của mình và chuẩn luôn, chuẩn thế thôi. Chuẩn luôn. Khi mà mình phân tích được rồi ấy thì mình mới biến đổi được, mình mới sáng tạo được. Chứ còn câu lệnh nguyên si của nó mà mình đưa vào thì cũng được, nó là gọi là copy mà nó tù mù, nhiều khi nó tù mù hơn. Thằng này mà nó phân tích được luôn là khi mình đưa lên chắc chắn được. Đúng rồi. Mình phân tích xong mình hiểu ấy, và khi mình hiểu rồi thì bắt đầu mình tùy biến, mình mới thay đổi nó mới dễ. Đúng không ạ? Đấy. Và đấy là cách mà sáng tạo đấy, cách sáng tạo đấy là gì ạ? Copy của một thằng mang về xem nó ra thế nào, sau đó là mình chỉnh từng tham số một, chỉnh từng cái từ khóa một. Đó. Nhưng khi mà mình hiểu cái từ khóa đấy có ý nghĩa gì thì mình đưa vào, mình bớt đi, mình thêm, mình bỏ thì nó sẽ rất là dễ. Đó. Hay nhất. Hay mà, cái này hay mà. Nhưng nó ví dụ như này nhá, một cái câu lệnh của cái thằng này nó là con mèo. Bây giờ mình không thích con mèo, mình cho là con chó được không? Cho con đại bàng được không? Mình cho là con hổ được không? Cho con sư tử được không? Ok không ạ? Rồi mình không thích nó ngồi, mình thích nó chạy nhảy được không? Đúng không ạ? Và mình không thích màu tím, mình thích màu xanh được không? Đúng không ạ? Mình không thích là cái nền tối, mình thích là một nền màu trắng được không? Đấy, mình thích nó đang bay trên trời được không? Đúng không ạ? Đấy, thì để mà làm điều đó ấy, thì làm sao ạ? Mình phải tùy biến từng cái từ khóa một. Được chưa ạ? Nhá, đấy là cách mà Huy đang làm. Và rất hiệu quả luôn. Đấy, mình học rất hiệu quả. Nhá. Ok. Đấy. Thì anh chị em nào có con muốn cho con vừa học tiếng Anh mà lại vừa học vừa chơi mà lại rất là gọi là thuê cho con một gia sư. Đấy, không chỉ dạy tiếng Anh mà còn dạy cho nó rất nhiều thứ trên đời này. Đấy, và cực kỳ an toàn mà hoàn toàn miễn phí. Con thì có thể là từ 3 tuổi cho đến lớp 12 luôn. Thuê gia sư cho con, nói chuyện với con, tâm sự với con luôn. Anh chị em có muốn không ạ? Này, hay cực, mới học xong. Rồi. Nhá, chia sẻ nhanh cho anh em nhé. Còn 10 phút nữa chia sẻ nhanh này. Rồi. Đây nhá. Anh em vào cái thằng là gì ạ? Là fuqui.ai nhá. Đây thì gửi trong nhóm nhá. Rồi. Con này rất hay. Nó sẽ nói chuyện với mình một cách rất là tự nhiên, rất là đáng yêu. Đấy, và nó hiểu được cái ngôn ngữ, tất nhiên là tiếng Anh thôi, chưa có tiếng Việt, nhưng mà nó rất là thú vị, nói chuyện nó thú vị lắm, nói chuyện nó hay lắm. Nó giải thích cho mình những cái khái niệm, nó giải thích cho mình những cái thứ mình không biết. Đấy.
mình có bài bài toán ấy, bài toán khó mình không hỏi không không biết cách giải, mình hỏi nó thì nó chỉ cho mình cách giải chứ nó không giải cho mình. Đấy, rất hay. Nó không làm bài tập thay cho mình nhưng mà nó chỉ cho mình cách giải. Đó. Kể cả từ bài tập toán, bài tập làm văn rồi bài tập về ngữ pháp. Tất nhiên ở đây nó mới đang chỉ là tiếng Anh. Nó có bốn thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. À, tiếng Nga nữa. Nó mới bốn thứ tiếng, bốn năm thứ tiếng thôi. Đó, nó chưa có tiếng Việt. Đó. Tuy nhiên thì đây mới là cái phiên bản gọi là beta, tức là cái phiên bản test. Sau này nó sẽ có ra cái phiên bản mà cao cấp hơn thì có thể lúc đó nó có thể ra tiếng Việt hoặc là ra thêm các thứ khác. Thì hiện nay thì nó đang bản beta nhưng mà chính vì thế cho nên chúng ta đã được học hoàn toàn miễn phí, được dùng miễn phí và nó khá thú vị. Huy khẳng định luôn mà trẻ con dùng dùng cái phần mềm này ấy, là nó mê luôn, nó thích luôn, nó ngồi có khi ngồi cả ngày được, thay vì chơi game nó ngồi chơi với cái con này rất hay và nó phát triển cái kỹ năng tiếng Anh lên rất nhiều luôn nha. Anh chị em thấy là cái thằng này hình ảnh nó rất là đẹp, các trẻ con nó sẽ rất thích, và cái biểu cảm của cái con này ấy, nó cũng rất là thú vị. Rồi, mình nhấn enter này. Hello, friend. I'm Furwee. Let's learn something new. Did you know that some sharks can glow in the dark? Đấy. Nó không những là nó nói chuyện mình, nó còn dạ gợi ý cho mình một cái chủ đề. Đấy, một số cái gì ạ, con cá mập có thể phát sáng ở trong bóng tối. Đấy, mình có thể này. Really? I don't know that. That's amazing. Scientists have observed that some species of sharks, like the swell shark and the cookie cutter shark, can produce their own light, also known as bioluminescence. This process helps them to hide in the ocean and hunt for food. It's a truly fascinating phenomenon. Đó, anh chị em thấy không ạ? Nó giải thích ra một hồi những cái con cá làm sao nó có thể phát sáng này, rồi là cái đấy thì giúp nó làm cái gì đó, được chưa ạ? Đấy, cái việc mà nó phát sáng này thì giúp cho nó ẩn giấu rồi là nó săn mồi kiểu kiểu vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi nó là anh em thấy không ạ? Nó bắt giọng mình rất nhanh luôn. That's great. You don't even need to leave the comfort of your own home to explore the world of knowledge. You can find lots of interesting information online and explore different parts of the world. Đó. What type of topics interest Nó hiểu cái ý của mình ấy, tức là ở đây là gì ạ? Nhưng mà tôi đang ở trong thị trấn online, làm sao tôi biết được con cá đúng không? Thì ở đây nó bảo là cái đấy chuyện đấy cũng là bình thường thôi, bạn vẫn đang online và bạn vẫn có thể tìm hiểu được những cái thông tin, rất nhiều thông tin thú vị online đấy, và tìm kiếm rất là nhiều những thứ khác. Bây giờ mình có thể hỏi nó về làm bài tập đi, ví dụ thế. I have a homework have to done today. Can you help me? Of course. What kind of homework do you have? Đấy, nó bảo ok, bạn muốn cái gì? Math homework. What is the assignment? Perhaps I can help you find information that will help you complete it. Đấy. Mình nói tiếng Anh không chuẩn là nó sẽ không nhận được đâu. Đấy, mình ghi vào đây. Match four seven years old. Bảy trăm sáu mươi bốn trừ đi That sounds like fun. For 328 7-year-olds, bằng math should focus on basic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division.
Helping your child learn basic equations and understand the logic behind them can be a great way to support their development in math. You can also look for activities that use math, such as counting games and puzzles. Good luck with the assignment. The answer is 501. Mình hỏi là 764 trừ 263 bằng bao nhiêu, nó trả lời luôn nó bằng 501. Đấy. Anh chị em thấy hay không ạ? Rất là nhanh luôn. Đấy, rồi những cái bài toán ấy nó bằng tiếng Anh ấy thì nó có thể gõ vào đây và con này nó sẽ hướng dẫn cách để mà giải cái bài toán đấy. Ok không ạ? Đấy, rất là thú vị và nó là cái con biết tuốt, hỏi cái gì nó cũng biết. Đấy. Xong rồi gì ạ? CG vào đây nó còn gì ạ? Có thể phản ứng về đó. Đấy. Hoặc là khi mà nó buồn ấy, nó buồn nó mặt nó lại khác, nó không trả lời được thì mặt nó lại khác. Ví dụ thế. Thì đấy là cách rất là hay để cho con chơi với cả những cái nhân vật như AI như này. Và nó sẽ luyện giọng tiếng Anh, nó phải nói phát ngôn chuẩn tiếng Anh thì con này nó mới hiểu, nếu không thì con này nó sẽ không hiểu. Đó. Và nó sẽ có một cái gia sư, có một cái con vật để chơi với nó. Đấy, mà phát âm tiếng Anh rất chuẩn mà rất đáng yêu. Đó. Anh chị em thấy sao ạ? Nếu mà con mình thay vì nó chơi game thì cho nó chơi cái này nó hữu ích hơn rất nhiều. Và đặc biệt là cái thằng này nó đang miễn phí. Đấy. Mà nó lại trả lời rất đáng yêu luôn, trả lời rất đúng chủ đề và rất là chuẩn. Ví dụ như là lúc nãy Huy có hỏi nó là về cái việc bạo lực học đường, tức là cái việc mà con hay bị bắt nạt ở trường ấy. Đấy. Thế là nó trả lời rất hay. Nó bảo là bạn hãy tìm kiếm sự hỗ trợ của cô giáo và những cái người bảo hộ của mình ở trường. Đấy. Và nó rất là tiếc khi mà nghe cái điều đó, thế này thế kia, nó cảm thông ấy. Và mặt nó buồn thì trông hay lắm. Đó. Tức là nó thông cảm với những cái tình huống của mình và mặt nó buồn nên nó xịu đi, xong rồi nó nói cái giọng rất là hay. Đó, thì đấy là cái mà Huy thấy là cho trẻ con chơi với cả một cái nhân vật ảo như này nhưng mà nó lại rất là hay. Thêm cái điều nữa là cái con này ấy, nó tuyệt đối nó không trả lời những thứ liên quan đến nhạy cảm. Đúng không ạ? Những cái thứ mà không được phép thì nó không trả lời. Ví dụ hỏi nó về cái việc máu me rồi giết người rồi là những cái này thế kia là nó không trả lời luôn. Đó. Rồi những cái thứ liên quan đến bảo là làm hộ tôi bài tập này, nó từ chối luôn, nó không làm hộ, nhưng mà nó gì ạ? Nó bảo là tôi sẽ hướng dẫn bạn cách này. Đó, rất hay. Đó. Đấy thì đấy là một cái phần mềm mà Huy thấy cũng rất là hữu ích dành cho những anh chị em nào một con nhỏ dưới lớp 12 đều có thể dùng nha. Từ lớp 12 trở xuống anh chị em dùng rất tốt, vừa luyện tiếng Anh vừa họ học hỏi được rất là nhiều thứ thú vị.